Đồ mồm thối. Thằng hai đâu? Tiền của ông mày nợ mãi không trả. Ông cho mày khất hết lần này đến lần khác. Giờ quá hạn lâu lắm rồi, ông sẽ tịch thu ngôi nhà này để gán nợ. Sao? Tôi vay ông có đúng 3 đồng để chạy chữa thuốc thang khi cha tôi bệnh nặng. Nay cha tôi vừa mới qua đời, tôi xin ông thư thư vài tháng để tôi lo liệu. Cớ gì ông lại đòi cả ngôi nhà của tôi? Lại còn già mồm cãi cố à? 3 đồng của ông mày vay cả nửa năm nay, lãi mẹ đẻ lãi con, giờ chẳng thành 10 đồng của ông chứ chẳng ít. Cái nhà rách này của mày bán được 10 đồng thì đã mừng quá. Gì mà những 10 đồng? Ông cho vay kiểu ấy thì khác nào giết người không giao chứ. Thôi được, mày không trả ông 10 đồng thì cũng trả ông tiền gốc trước. Đưa ngay 3 đồng đây. Nào, tiền đâu? Tôi làm gì có tiền chứ. Thế thì mau cút khỏi đây. Cái nhà này từ giờ là của ông. Trời ơi, biết phải làm sao đây? Lấy đâu ra tiền mà trả cho lão ấy bây giờ? Không lẽ chịu mất cả cái nhà hương hỏa của cha mẹ sao? Một tấc đất cắm dùi cũng không có thì sống làm sao được chứ? Đúng là quá quắt thật. Mày có đi không thì bảo, ta gọi người đến gô cổ mày lại bây giờ. Tên trọc phú nổi tiếng tham lam, làm gì có nghĩa tình mà van xin chứ? Phen này thì mình mất nhà thật rồi. À, thôi được, tôi đồng ý gán nợ cho ông ngôi nhà này, nhưng với một điều kiện. Thế có phải nhanh không? Có điều kiện gì nữa? Ngôi nhà này thuộc về ông, nhưng chiếc đinh kia là của tôi, chỉ tôi mới có quyền sử dụng nó. Sao? Cái đinh kia ư? Cái đinh ấy thì có ích gì chứ? Tôi chỉ có một điều kiện ấy thôi. Nếu ông đồng ý, thì tôi mới chịu rời đi. Thằng này chắc bị mất nhà, thành ra nghỉ quẩn rồi. Cái đinh ấy thì có gì mà nhận chứ? Kệ nó, bắt nợ được cái nhà này là mình lời to rồi. Nhà này hướng đông nam, ở chắc mát phải biết. Được, cái đinh ấy là của mày, ông không thèm động đến. Mày muốn làm gì thì làm, còn ngôi nhà này từ nay thuộc về ông, rõ chưa? Làm văn tự đi. Làm gì mà giữa trưa cứ lạch cạch thế không biết? Thằng Sáu đâu? Dạ. Bẩm ông gọi con ạ. Mày làm gì mà cứ lạch cạch thế hả? Làm mất cả giấc ngủ của ông. Dạ bẩm ông, con phải ra mở cửa cho anh hai ạ. Sao lại mở cửa cho nó? Ông đã tống cổ nó ra khỏi nhà rồi mà. Cái nhà này có phải của nó nữa đâu. Dạ bẩm ông, con cũng đã nói vậy. Nhưng anh ta lại nói văn tự ký rành rành, cái nhà là của ông, nhưng cái đinh là của anh ấy. Hôm nay anh ấy nói đến treo cái túi lên chiếc đinh không ảnh hưởng gì đến ai cả, không ai có quyền cấm. Còn thấy anh ta nói cũng có lý nên không dám cản ạ. Ừ nhỉ, nó nói cũng phải. Thằng này định giở trò gì đây? Dạ, chào ông ạ. Mày còn đến đây làm gì vậy? Dạ, bẩm ông, tôi đến để lấy cái túi treo trên cái đinh của tôi. Tiện thể treo tạm cái áo lên đấy. Mấy hôm nữa mặc tới, quay lại lấy sau ạ. Chào ông nhé. Tức chết mất, cái thằng ranh. Nó tức vì mất nhà, nên định treo tức mình đây mà. Thằng Sáu đâu? Thằng Sáu đâu? Ra đây ngay. Dạ, bẩm ông, con đây ạ. Cái mùi gì thế? Ở đâu ra cái mùi kinh khủng vậy hả? Dạ, bẩm ông, cái mùi này là từ tấm da lợn anh hai mới mang tới, treo lên chiếc đinh của anh ta lúc nãy ạ. Còn nói mãi, mà anh ta vẫn không chịu mang đi, đành chịu. Hả? Thằng này quá đáng quá rồi. Sáu đâu? Mau gọi thằng hai đến đây cho ông. Sao mày lại dám treo cái thứ hôi hôi kia vào nhà ông chứ? Ông nói gì vậy? Chiếc đinh là của tôi muốn treo cái gì mà tôi muốn chứ. Nhưng cái nhà này là của ông, thì tôi có động gì tới cái nhà của ông đâu. Tôi chỉ dùng mỗi cái đinh của tôi thôi mà. Thôi được, ông thua mày rồi. Giờ mày bán lại cho ông cái đinh. Ông trả mày hẳn 1 đồng, được chưa? 1 đồng thì là cái gì chứ? Thôi được rồi, 2 đồng, được chưa? Đừng nói 2 đồng, 10 đồng cũng không được. Chiếc đinh của tôi quý vậy, tôi phải giữ để mai còn treo thêm mấy tấm da lợn da bò nữa chứ. Cái đồ, trời ơi, thôi quá.
còn đứng đấy làm gì? Mau dọn hết son đồ của ông về bên nhà, không bốc mùi hết lên bây giờ. Mẹ ơi, sao lâu thế nhỉ? Đi xe chuyến ấy thì chỉ 4 giờ chiều là tới, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu? Mẹ! Nam! Mẹ! Sao giờ này mẹ mới lên tới? Hôm nay xe hỏng giữa đường, chờ sửa xe mất những hơn 4 tiếng đồng hồ mới xong, thành ra giờ này mẹ mới tới được. Giờ này hết giờ dẫn khách vào ký túc xá rồi, làm sao bây giờ? Không sao, mẹ con mình ngồi tạm ngoài này cũng được. Nè, mẹ mang lên cho con lọ ruốc, ăn cơm bếp thì mang xuống ăn thêm cho đủ chất, cả một lọ muối vừng nữa, ăn cơm muối vừng thơm ngon lắm. Với lại, mẹ mang thêm một ít ổi vườn nhà mình, con mời bạn bè ăn đi, quà quê chỉ có vậy thôi. Con xin, có quà của mẹ, chắc chúng nó sướng lắm đấy. Còn đây, tiền học phí kỳ này, với tiền ăn và tiền chi tiêu của con, cất cẩn thận con nhé. Vâng, con xin, mẹ ăn gì chưa? Mẹ ăn rồi, xuống xe là mẹ ăn tạm cái bánh mì rồi. Con đừng có lo, hồi này học hành vất vả, con hơi gầy đấy. Cố ăn uống ngủ nghỉ cho điều độ nghe con. Mẹ yên tâm, con lớn rồi, biết tự lo cho mình mà. Kẹn gì thế con? Kẹn đóng cửa ký túc xá mẹ à. Hàng ngày cứ vào giờ này là ký túc xá đóng cửa, không ra vào nữa để quản lý sinh viên. Mẹ hiểu rồi, thế con vào đi. Mẹ, nhưng muộn thế này rồi, làm gì còn xe về, phải tính sao đây? Con đừng có lo, mẹ khác có cách, mau vào đi không cửa đóng bây giờ, mau đi con. Nhưng... không nhưng nhị gì hết, đi đi con. May mà có trợ cấp kịp thời, không thì nguy. Toàn món sở trường. Cả phòng ơi, ăn ổi quê mẹ tớ mang lên nào. Hay quá, chiến thua anh em ơi. Nam sướng thế, thi thoảng lại được mẹ lên thăm tận nơi. Nhỉ, sướng thật. Nam ơi, Nam. Gì thế? Thằng Huy với thằng Hùng đang chờ bọn mình ở quán nét đấy. Đi thôi, kêu chúng nó chờ. Giờ này muộn rồi còn đi gì nữa. Muộn gì mấy, mọi khi tụi mình vẫn chơi tới tận khuya có sao đâu. Có mấy game mới hay lắm, không đi thì phí. Thế à? Vừa mới có viện trợ, xả láng một bữa cho đã đời nhỉ. Đi thôi, không chúng nó chờ. Ừ, đi thì đi. Sang đi. Ôi da, cậu ra trước đi, không bọn nó đợi. Tí tới ra sao? Ừ, thế tớ đi trước nha. Ôi trời ơi, cái gì thế? Tôi xin lỗi. Nam. Mẹ, sao mẹ? Muộn quá nên hết xe, đành chờ đến sáng mai về sớm. Nhà thuê nhà trọ thì tốn tiền, mẹ ngồi tạm đây chợp mắt một tí rồi bắt xe về chuyến sớm, có mấy tiếng thôi mà. Mà con làm gì ở đây giờ này, sao lại trèo tường ra ngoài? Con làm sao thế? Mẹ ơi, con của mẹ hư đúng, đang trốn ra ngoài chơi điện tử. Con phụ lòng mẹ, phụ lòng ba, không biết thương ai cả. Mẹ ơi. Thôi nào con nín đi. Biết sai mà sửa thì tốt rồi, mẹ không trách con đâu. Con có tội, mẹ tha tội cho con không? Mẹ tha, nhưng con phải sửa ngay. Sửa ngay con à. Mẹ. Quyển sách bị chuột cắn. Anh John. Gì thế? Ba bảo hai anh em mình phải đi ngủ sớm, để mai còn ra đồng dọn cỏ đó anh. Ừ, anh lên nhà ngay đây. Nhanh lên anh, ba đang đứng trên nhà chờ đó. Ừ. Thank you.
Thế rồi chú ngựa Auster lại bắt đầu cho chuyến phiêu lưu mới của mình. Câu chuyện hay quá anh John. Anh đọc ở đâu thế? Là sách anh mượn được của thầy Hardy đó em. Hay, thích quá. Vậy sang năm em học lớp thầy, em cũng phải mượn sách của thầy để đọc mới được. Ừ, thôi chúng ta nhanh nhanh tay lên. Vài hôm nữa là có bão tuyết rồi. Dạ. John. Dạ, em chào thầy ạ. Em đang nghĩ gì mà đâm chiêu thế John? Dạ thưa thầy, em đang tưởng tượng xem chú ngựa Auster sẽ ra sao trong phần phiêu lưu mới ạ. Vậy à, thầy mới mua được cuốn sách này hay lắm, thầy tìm mãi mới được. Thầy cho em đọc trước nè. Thầy cho em mượn ạ. Em cảm ơn thầy. Nhớ giữ gìn sách là được. Dạ, xin thầy cứ yên tâm, em sẽ giữ gìn cẩn thận ạ. Nhanh lên lau ra. Đêm nay anh em mình phải đọc bằng hết mới được đi ngủ nha. Vâng, anh John. Trời ơi, sao lại thế này? Thôi chết, chắc là đàn chuột lại vào đây oanh tạc rồi anh ơi. Làm sao bây giờ? Chính thầy đã nhắc nhở anh phải giữ gìn cẩn thận, mà bản thân thầy cũng đã được đọc đâu. Giá những 80 xu. Anh John ơi. Trời ơi, anh ấy đi đâu cả sáng nay rồi nhỉ? Lẽ nào vì cuốn sách bị hỏng mà anh ấy... Hay là anh ấy đến nhà của thầy Harry? Thầy Harry ơi. Ủa, có chuyện gì thế lao ra? Dạ thưa thầy, anh John có ở đây không ạ? Không. Trời ơi, anh ấy có thể đi đâu được chứ? Có chuyện gì thế? Dạ, là vì quyển sách mà anh John mượn của thầy hôm qua bị chuột cắn rách nát cả. Anh ấy rất lo lắng. Em cứ tưởng anh ấy đến gặp thầy. Em đã tìm cả sáng mà không thấy anh đâu. Thật vậy sao? Em không biết phải tìm anh ấy ở đâu nữa. Có lẽ nào anh ấy sợ hãi mà bỏ đi không? Chúng ta hãy chia nhau đi tìm John. Hẹn nhau ở nhà em nhé. Dạ. Cố lên, mình sẽ làm được. John. Thầy. Mưa lạnh thế này sao em lại... Nhìn tay của em kìa, sưng lên rồi. Thầy, em không sao. Cuốn sách thầy cho em mượn, chẳng may... Thầy biết. Nhưng xin thầy yên tâm, em đi xúc tuyết mấy hôm nữa, cộng thêm tiền tiết kiệm là có thể đủ tiền mua sách trả thầy ạ. Trời ơi, em có biết đống tuyết to thế này, chỉ xúc một ngày là em có thể bị kiệt sức. Chưa nói đến mấy ngày đâu John. Em không sao mà thầy, mua lại được quyển sách quý ấy thì em mới yên tâm. Thầy ơi, em rất ân hận vì đã không cất kỹ hơn. Thôi thế này, thầy sẽ không trách em nếu em làm cho thầy một việc. Việc gì ạ? Lát nữa qua nhà thầy lấy một cuốn sách ngụ ngôn. Em phải đọc kỹ để kể lại cho các bạn nghe. Dạ thầy. Thầy không những không phạt em mà còn cho em mượn sách. Với em, việc này như một phần thưởng đấy ạ. Sao thầy có thể giận em được chứ? John, cậu bé yêu sách, ham mê đọc sách nhất mà thầy đã biết. Thầy thật tự hào về em. Em cảm ơn thầy. Bừng tỉnh giấc. Mẹ ơi, con đói rồi. Bao giờ bố mới về hả mẹ? Chi của mẹ ngoan, bố sắp về rồi con. Mẹ con mình cùng đợi bố về ăn cho vui nhé. Ngày nào bố cũng về muộn, con đói lắm, đói lắm. Thôi được rồi, con ăn cơm trước đi nào. Dạ. Thank you.
Số máy lạ à? Ai gọi vậy nhỉ? Alo, ai đó ạ? Tôi là Nhiên đây. Ai đó ạ? Anh đây. Anh Tuấn phải không? Em vẫn nhận ra giọng anh sao? Bao nhiêu năm rồi? Sao anh lại gọi cho em? Mà sao lại biết số của em? Anh đã hỏi mấy người bạn đại học mới xin được số của em đấy. Anh muốn gặp em. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh nói luôn ở đây cũng được. Bây giờ tôi đã có gia đình và cuộc sống riêng của mình, gặp nhau e không tiện. Xin em đấy. Anh mới được điều ra ngoài này công tác 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Em có thể gặp anh một lần như những người bạn cũ được không? Em còn xinh hơn cả ngày xưa nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Chắc anh cũng đang có một tổ ấm rất hạnh phúc rồi. Anh vẫn một mình. Thật sao? Tại sao? Thì là vì anh vẫn còn nghĩ tới em, vẫn còn yêu em. Anh đừng đùa nữa. Giữa chúng ta đã không còn gì từ 10 năm trước rồi. Sau khi chúng ta chia tay, anh lao đầu vào công việc. Nhưng bây giờ anh phải thừa nhận rằng em luôn là người con gái anh nhớ tới nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất. Chúng ta xa nhau là một sai lầm. Anh đã sai rồi, anh xin lỗi. Trên đường tới đây, anh đã chạy xe qua rất nhiều những con đường cũ. Anh nhớ những chiều chở em trên phố, ta cùng đi ăn kem, cùng đi nhà sách. Ở đâu cũng có hình bóng của em. Xin lỗi anh, có lẽ bây giờ những lời này không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi có việc rồi, phải về trước đây. Hôm nay là chủ nhật, em có bận gì không? Đến chỗ hẹn cũ nhé. Anh mời đi ăn. Có một nhà hàng mới mở rất ngon, có nhiều món em thích đấy. Bố ơi, sao bố không gọi mẹ vậy ạ? Vì bố muốn gây bất ngờ cho mẹ con. Mấy tháng nay bố đã bận rộn quá rồi. Mẹ đã vất vả nhiều. Bố muốn tự tay nấu bữa sáng ngày chủ nhật cho mẹ và con. Con có thích không? Dạ con thích. Con thích, để con lên gọi mẹ xuống ăn nhé bố. Ừ, con gọi mẹ đi. Nhớ thơm vào má mẹ nhé. Mẹ xuống rồi ạ. Mẹ mặc váy đẹp đi đâu thế? Em chuẩn bị đi đâu à? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi này. Không, em không có việc gì nữa. Anh đợi em một chút, để em phụ anh nhé. Mình thật tệ. Mình đang bị làm sao thế này? Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang có một gia đình hạnh phúc, không thể vì phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Khu vườn bận rộn. Chờ tin vui của em nhé. Hợp đồng ăn chắc 90% rồi. Tốt quá. Nhưng chắc hôm nay tối muộn anh mới về. Tòa soạn bận quá. Hôm nay con bắt đầu nghỉ hè. Cũng bận lắm ạ. Đã nghỉ hè rồi ư? Vâng ạ. Nghỉ hè, chúng ta sẽ đi thăm ông bà, đi biển này, leo núi nữa. Bận ơi là bận. Con đã sẵn sàng.
Không thì ra ngoại thành cắm trại trong ngày cũng được ạ. Chúng ta sẽ sắp xếp con gái nhé. Tạm thời con ở nhà với bác Diêm đã nhé. Mẹ sẽ tìm lớp ngoại khóa cho con sớm thôi. Chào cô Watson, chúc buổi sáng tốt lành. Bác Jim, chắc phải phiền bác coi Emma giùm chúng tôi ít bữa rồi. Con bé bắt đầu nghỉ hè mà tôi chưa chuẩn bị gì cả. Cô cứ yên tâm, ai mà không yêu quý cô công chúa đáng yêu này chứ. Chào con gái nha, mẹ sẽ về sớm nhất có thể. Tạm biệt mẹ. Ta là thần mưa đây. Ôi, thần mưa, thần mưa. Bác Jim, bác rất thích mùa hè đúng không? Sao cháu nghĩ thế? Vì trong bốn mùa, có mỗi mùa hè cây nhiều lá cho bác tỉa cành, tạo kiểu cho các khu vườn. Cháu thông minh lắm. Chính vì thế, bác sẽ tận dụng mùa hè để tạo niềm vui cho cả năm. Mùa xuân, bác sẽ uống dáng cho cây. Mùa hè, cây mặc áo xanh bác. Mùa thu tới, cây thay áo lá vàng ươm luôn. Mùa đông cành gầy guộc thì đã có bông tuyết trang điểm rồi. Dạ, cháu cứ tưởng có mỗi ba mẹ cháu bận rộn quanh năm thì ra bác cũng bận ghê. Ba mẹ cháu cố gắng làm việc để mang nhiều niềm vui hơn cho cháu, cũng như bác tạo hình cho khu vườn để mang niềm vui đến cho mọi người. Nhưng bác ở nhà với cháu, còn ba mẹ thì tối muộn mới về. Đừng buồn nữa Emma, để bác xem có giúp được gì cháu không nào. Đây là cây bố và cây mẹ đang chơi bóng nè. Còn đây là đi leo núi. Bác Sim, bác xem cháu có gì nè. Còn cái này nữa là xong bác ạ. Cháu tìm thấy cái này ở trong tủ, chắc ba mẹ để lạc xong quên luôn. Giỏi lắm ê ba. Giờ thì chờ đợi thôi. Anh có thấy Emma không? Con bé không có ở trong phòng. Anh cũng không rõ. Con bé lại bày trò gì thế này? Gửi ba mẹ. Ồ, em nhìn nè. Vườn nhà mình đây ư? Emma! Chào ông bà qua sân. Emma! Con làm gì với mấy cái cây này thế? Trông nó... Bác Jim đã giúp con đấy ạ. Con đã có kỳ nghỉ hè rất tuyệt vời với ba mẹ phiên bản cây. Mẹ mặc váy cô dâu, còn cả ba nữa này, giống quá, phải không anh? Emma, ba mẹ xin lỗi, lỡ hẹn với con, cả kỳ nghỉ hè vẫn chưa đưa con đi chơi đâu được. Bác Jim bảo ba mẹ chăm chỉ làm việc để mua quà cho con. Vì muốn con được vui, con và bác Sim cũng muốn ba mẹ được vui, nên đã rất chăm chỉ làm ra hai cái cây này ạ. Chúc mừng 6 năm ngày cưới của ba mẹ. Ôi trời, nhẫn cưới ư? Đã lâu lắm rồi ba mẹ không đeo chúng. May mà vẫn vừa in này, con giỏi tìm đấy em ba. Ba mẹ thưởng cho con một ngày nghỉ của ba mẹ nhé. Một thôi ư? Ba mẹ sẽ dành tất cả những ngày nghỉ tới cho con, của con hết. Đồng ý không? Đúng là không có bận rộn nào chen vào được yêu thương. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.